Trạng bonsai Phú Yên, chào tất cả mấy anh em nha. Mình đây ngày 14 tháng 5, mình sẽ review cho anh em một cây hồng quân ăn trái. Cây đang cho trái chín nha mấy anh em, trái rất nhiều. Đó, trái chín rất là nhiều. Cây này cũng rất là to. Chù, trái chín này mấy anh em. Đấy, đẹp chưa? Rất ngọt nha mấy anh em. Chín rất nhiều. Cái này nếu mà giờ hái chắc cũng phải tầm 10 kg nha mấy anh em. Tầm 10 kg. Đấy, rất nhiều. Cái đây là mình chỉ mót review ở dưới thấp thôi nha mấy anh em. Chứ còn nếu mà trên cao là rất là nhiều. Cái gốc của nó kia nha mấy anh em. Cây này cũng có hai thân. Cây mọc cốt hai thân. Rất to.